Câu 176 đến câu 180, bài này gồm có hai bài đọc. Bài đọc thứ nhất là một cái quảng cáo tuyển dụng việc làm. Bài đọc thứ hai là một cái letter, một cái lá thư ha. Câu 176, what is not a benefit? Cái nào thì không phải là một lợi ích mà Solio Cruises cung cấp cho nhân viên của nó. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Benefits và Solio Cruises. Đây là dạng câu hỏi loại trừ mà đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha. Câu A trước nào, daily meals, những cái bữa ăn hàng ngày. Vậy bây giờ mình sẽ dò bữa ăn cùng với benefits và Solio Cruises ha. Câu đầu tiên mình dò bài số 1 trước nha em. Ngay từ bài đã có rồi phải không nào? Có từ Solio Cruises nè, làm việc cho Solio Cruises. Dòng thứ hai có từ benefits là lợi ích nè em. Rồi dòng thứ ba thì có từ breakfast, bữa trưa, bữa sáng và bữa tối nè, phải không nào? Rồi vậy đọc đoạn này nha, đoạn này rất có khả năng nói về cái lợi ích khi mà làm việc tại Solio Cruises, phải không nào? If you're looking for, nếu bạn đang tìm kiếm một cái cơ hội trong cuộc sống, một cái công việc với Solio Cruises có lẽ là dành cho bạn. Một trong số nhiều cái lợi ích khi mà làm việc tại Solio Cruises đó chính là cái opportunity, cái cơ hội để mà tiết kiệm tiền. Không những là chúng tôi cung cấp cho nhân viên accommodation là chỗ ở nè, và bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối mỗi ngày, mà chúng tôi còn chi trả cái insurance, cái bảo hiểm y tế, y khoa và những cái chi phí đi lại. Thậm chí là gia đình của các thành viên trong đội nhóm làm việc ở trên tàu đó thì cũng có được lợi ích luôn. Employees, những cái nhân viên tại cái cấp độ quản lý thì có thể mang spouse, vợ hoặc chồng của họ và con của họ lên tàu miễn phí. Trong khi đó các thành viên của tất cả những nhân viên khác đó thì được quyền nhận được giảm giá trong những cái chuyến đi, phải không nào? Vậy thì em xem nha. Câu A, những cái bữa ăn hàng ngày có không? Có, phải không nào? Lúc này nó là gì đây? Chúng tôi cung cấp cho cái gì em? Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối mỗi ngày nè, phải không nào? Rồi còn câu B thì sao? Coverage, phạm vi bảo hiểm hay là chi phí bảo hiểm về sức khỏe có không em? À có luôn phải không nào? Đây nè, cover, chúng tôi còn cover medical insurance, bảo hiểm y tế nè. Rồi, vậy câu C thì sao? Hỗ trợ về học phí, nãy giờ mình có dò thấy tuition, học phí không em? À không có phải không nào? Còn câu D thì sao? Mình có từ lodging là chỗ ở nè, chỗ ở, phòng ở tạm thời đó ha. Chỗ ở miễn phí có không? Có phải không nào? Lúc nãy mình gặp từ nào vậy em? Accommodation đây ha, chúng tôi cung cấp cho nhân viên chỗ ở. Vậy là họ sẽ cung cấp chỗ ở miễn phí, phải không nào? Vậy câu D có luôn, vậy đáp án chắc chắn là câu C rồi ha. Câu 177, what is a requirement? Một cái yêu cầu của cả hai cái vị trí đang tuyển dụng là gì? Có nghĩa là một cái yêu cầu mà cả hai vị trí đang tuyển dụng đòi hỏi đó em. Vậy từ khóa chính là từ requirements và từ job openings, phải không nào? Đó đáp án trước nha câu A. Willingness, cái sự sẵn lòng, sẵn sàng để mà fulfill, hoàn tất hay là đáp ứng những cái yêu cầu đặc biệt của passengers là hành khách ha. Câu B, familiarity with, quen với một cái dòng sản phẩm nào đó. Câu C, acquisition, cái việc có được, đạt được một cái license là bằng cấp hay là giấy phép ha. Câu D, experience, kinh nghiệm làm việc trên một con tàu. Và bây giờ mình sẽ cùng dò từ khóa nha em, dò xem chỗ nào có requirements, yêu cầu, hoặc là job openings, vị trí đang tuyển dụng, được không nào? Dò tiếp bài số 1 nha em. À nó không có từ job openings, nhưng nó có từ gì vậy em? Positions available, có nghĩa là các vị trí có sẵn đó em. Vị trí việc làm có sẵn có nghĩa là các vị trí việc làm còn trống, cần tuyển người vào đó. Và em xem là chỗ này có hai ngành nghề cần tuyển phải không nào? Thứ nhất là specialist spa, có nghĩa là chuyên gia spa đó em. Thứ hai manager là quản lý nè, nhà hàng. Rồi, vậy ở dưới này nè em, rất có khả năng là những cái nội dung về cái yêu cầu mình cùng đọc luôn nha. Provides, cung cấp. Treatments, cái sự điều trị về chăm sóc da và mặt cho passenger là hành khách. Bán những cái sản phẩm làm đẹp và trong nhà tắm phải không nào? Must, phải có, đây, phải possess là phải có, phải sở hữu một cái license là giấy phép gì đó phải không nào? Rồi, cũng như vậy là được yêu cầu phải đã từng serve phục vụ trên một con tàu trong quá khứ. Rồi, vậy có hai cái yêu cầu phải không em? Thứ nhất là gì? Phải có license. Cái thứ hai là đã từng phục vụ trên con tàu. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò cái còn lại xem cái nào chung nha. Đây, coordinates, điều phối, staff, nhân viên của bar và nhà hàng. Responsibility, trách nhiệm á, thì bao gồm duy trì cái standards, cái tiêu chuẩn của dịch vụ và xử lý những cái vấn đề liên quan đến khách hàng. Cũng không có liên quan đến cái việc yêu cầu đọc tiếp đi em. Must, phải có cái kỹ năng organizational, tổ chức mạnh tốt và đã held. Held là quá khứ của hold em. Cục ba của hold ha, và đã nắm giữ cái vị trí tương tự trên một con tàu ít nhất là 2 năm. Vậy ở đây có hai điều kiện em, thứ nhất là phải có kỹ năng về tổ chức phong nào, cái thứ hai là nắm giữ cái vị trí tương tự trên tàu được 2 năm. Vậy cái điểm chung của hai cái này là gì vậy em? Đều phải làm việc trên tàu rồi, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? À câu D phải không? Kinh nghiệm làm việc trên tàu ha.
Câu 178, what is one purpose? Một cái mục đích của cái letter, cái lá thư là gì? Lá thư là bài số 2 phải không nào? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc đằng đầu hoặc đằng cuối ha. Câu A, to praise, để khen ngợi cái trình độ học vấn. Câu B, để state, nêu lên cái thời kỳ hay là cái khoảng thời gian của duty là nhiệm vụ hay là trách nhiệm trong công việc đó em. Câu C, to propose, để đề xuất những cái sự sắp xếp. Alternate là thay thế. Câu D, để ask about, hỏi về những cái điểm đến, đích đến. Prefer, được ưa chuộng, ưa thích ha. Rồi bây giờ mình cùng dò cái đoạn đầu của cái lá thư nha em. Rồi cùng đọc nào. Lá thư này gửi đến cho Mr. Bates. Tôi đã enjoy, tôi đã rất là thích, rất là vui khi mà được meeting with, gặp gỡ, thảo luận bàn bạc với bạn tại văn phòng của chúng tôi ở Sydney vào tuần vừa rồi và muốn offer, cung cấp, đề nghị cung cấp cho bạn một cái vị trí việc làm. As I mentioned, như tôi đã đề cập đó, thì cái schedules, những cái lịch trình của nhân viên thuộc cấp quản lý đó, thì are demanding, được yêu cầu sau đó phải không nào? Rồi, bạn sẽ làm việc trong vòng 6 ngày trong một tuần, trong vòng 9 tháng từ tháng 1 đến tháng 9, và rồi bạn sẽ có 3 tháng tiếp theo để mà off là nghỉ nè, trước khi bắt đầu một cái assignment, nhiệm vụ mới. Vậy thì cả cái đoạn này đang nói về việc gì vậy em? Đang nói về việc là cung cấp cho ông Mr. Bates cái vị trí việc làm là cấp quản lý phải không nào? Và cái lịch trình của cấp quản lý á, sẽ làm trong cái khoảng thời gian là 6 ngày một tuần nè, rồi trong vòng 9 tháng nè, rồi có 3 tháng tiếp theo để off, để nghỉ trước khi bắt đầu công việc mới nè. Vậy cả đoạn này nói về cái thời gian làm việc phải không em? Cái khoảng thời gian làm việc, vậy đáp án là câu nào ha? Chắc chắn là câu B rồi, nêu lên cái period, cái thời kỳ, cái khoảng thời gian của những cái trách nhiệm trong công việc, được không nào? Câu 179, what is suggested, cái điều gì thì được nói về Mr. Bates. Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Đã đáp án trước nghe em. Câu A, ông ta thì hiện tại unemployed. Mình có từ employed đó em, có nghĩa là thuê mướn. Unemployed có nghĩa là không có được thuê mướn, có nghĩa là không có việc làm đó em ha. Câu B, resume của ông ấy, resume là sơ yếu lý lịch của ông ấy thì được gửi qua mail. Câu C, ông ấy sẽ phải purchase more uniform là đồng phục. Câu D, gia đình của ông ấy thì có thể đi lại miễn phí. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Mr. Bates ở vị trí nào nha em. Nó nằm ở bài số mấy vậy em? Bài số 2 phải không nào? Lúc nãy mình dò rồi nè. Mr. Bates là người nhận cái lá thư này. Vậy ông ấy chính là người được cung cấp cái vị trí ở cấp là gì em? Quản lý phải không? Mà lúc nãy mình có dò ở bài số 1. Gia đình của người quản lý á thì sẽ nhận được cái lợi ích gì em nhớ không? Ở đây phải không nào? Đây nè. The family, cái gia đình của những cái nhân viên thủy thủ á cũng nhận được lợi ích. Những nhân viên mà ở cấp độ quản lý đó thì có thể mang spouse, vợ hoặc chồng của họ và con của họ on board, lên tàu free of charge, miễn phí. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Đáp án là câu D ha. Gia đình của họ đó, của anh ấy á, thì sẽ có thể đi lại miễn phí phải không nào? Ok. Câu 180, Mr. Lawson chỉ ra điều gì về kitchen staff và nhân viên nhà bếp? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Mr. Lawson và kitchen staff phải không nào? Đó đáp án trước nha câu A. Họ thì không có dự định, có ý định làm việc trong khoảng thời gian dài. Câu B, họ đến từ những quốc gia khác nhau. Câu C, họ sống trong cái accommodation là chỗ ở đấy, được share, được chia sẻ, có nghĩa là sống cùng với nhau á ha. Câu D, họ được hire, được thuê, được tuyển bởi manager quản lý nhà hàng. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Mr. Lawson ở bài nào và kitchen staff ở vị trí nào nha em. Câu hỏi cuối cùng rồi thì mình dò bài cuối cùng ha. Đây có từ Mr. Lawson nè em, vậy ông ấy là người viết cái lá thư này phải không nào? Rồi nằm ở bài số 2 ha, mình dò xem kitchen staff ở vị trí nào vậy em? Ở đoạn số 2 là có rồi phải không nào? Đây nè, kitchen staff nè, cùng đọc câu này nha. Bạn sẽ phải train, đào tạo thường xuyên những cái người mới được tuyển dụng as, bởi vì hầu hết những cái nhân viên wait là phục vụ đem, và nhân viên nhà bếp của chúng tôi là student, là sinh viên, những người mà làm việc trong vòng có 2 hoặc 3 tháng thôi tại cùng một lúc. Vậy thì mình sẽ được đáp án là câu gì vậy em? Câu A phải không nào? Họ không có dự định làm việc lâu dài, bởi vì á họ là sinh viên, họ chỉ làm trong vòng 2 hoặc 3 tháng thôi ha, không có ý định làm việc trong khoảng thời gian dài, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Đầu tiên á, mình có từ cruise, có nghĩa là chuyến du ngoạn trên biển bằng tàu thuyền đó em. Chỗ này là một cái tên riêng, có thể đây là tên của một con tàu ha. Work for, làm việc cho con tàu này nè. Nếu bạn đang tìm kiếm một cái chance, một cái cơ hội trong lifetime, là trong cuộc đời, trong cuộc sống đó, thì công việc với Soleil Cruises có lẽ là dành cho bạn. Among, một trong số nhiều cái lợi ích làm việc cho Soleil Cruises, đó chính là cái opportunity, cái cơ hội để mà tiết kiệm tiền ha. Not only, không những là chúng tôi cung cấp cho nhân viên cái accommodation, mình có từ accommodation có nghĩa là chỗ ở nha.
chỗ ở ha, và breakfast bữa sáng, bữa trưa và bữa tối mỗi ngày. Mà chúng tôi còn cover, chi trả cái insurance là bảo hiểm nè, medical là y tế hay là y khoa. Vậy medical insurance có nghĩa là bảo hiểm y tế hay là bảo hiểm y khoa ha. Và travel expenses, mình có từ expenses là chi phí nè, travel là đi lại, chi phí đi lại ha. Travel expenses, chi phí đi lại ha. Even, thậm chí là cái family, gia đình của những cái thành viên crew. Mình có từ crew đó em có hai nghĩa, thứ nhất là đội nhóm ha. Nghĩa thứ hai có nghĩa là thủy thủ, những người làm việc trên tàu đó em. Thủy thủ hay là những người làm việc trên tàu ha. Quy định lại nè, thậm chí là gia đình của những người làm việc trên tàu á cũng có được lợi ích luôn. Employees, những cái nhân viên ở cái mức độ, cấp độ managerial là quản lý nè. Đây là tính từ của từ manager ha, managerial quản lý. Những cái nhân viên tại cấp độ quản lý á, thì có thể mang spouse, mình có từ spouse là vợ hoặc là chồng đó em. Vợ hoặc chồng của họ và con của họ on board. Mình có từ on board có nghĩa là lên tàu ha, lên tàu. Còn nếu trong ngữ cảnh về máy bay á, thì có nghĩa là lên máy bay. Có thể mang vợ hoặc chồng và con cái lên tàu free of charge là gì em, miễn phí ha. Trong khi đó đó thì thành viên gia đình của tất cả những cái nhân viên khác đó thì be entitled to, mình có cần be entitled to có nghĩa là được quyền ha. Thì được quyền nhận được discounts là giảm giá ở những cái chuyến đi theo gói. Rồi tiếp nào, positions available, những cái vị trí thì đang tuyển dụng, đang còn trống ha, đang tuyển dụng. Rồi thứ nhất là specialist, mình có từ specialist là gì em, chuyên gia ha, chuyên gia spa. À, cái nhiệm vụ là sẽ cung cấp cái treatment, mình cái từ treatment có nghĩa là cái sự điều trị đó em. Sự điều trị ha, danh từ. Cái sự điều trị chăm sóc cho da nè, hoặc là mặt nè, cho passengers là hành khách. Rồi, bán những cái products, những cái sản phẩm làm đẹp nè, trong nhà tắm nè, phải không nào? Must, phải, possess. Mình có động từ possess, có nghĩa là có hay là sở hữu ha. Phải có hoặc là sở hữu một cái license, mình có từ license là bằng cấp hay là giấy phép. Phải có được, phải sở hữu được cái bằng cấp, cái giấy phép về esthetician, có nghĩa là thẩm mỹ học đó em. Về ngành làm đẹp á ha, thẩm mỹ học. Rồi, cũng được yêu cầu là phải đã từng serve, phục vụ. Có nghĩa là phục vụ đó em, serve là phục vụ ha. Hay là làm việc, đã từng phục vụ làm việc trên một cái con tàu trong quá khứ. Rồi tiếp, vị trí thứ hai là manager, quản lý nhà hàng. Thứ nhất á, cái nhiệm vụ là coordinates. Coordinates là điều phối ha, điều phối. Điều phối staff, nhân viên của bar và nhà hàng. Responsibilities có nghĩa là nhiệm vụ ha. Những cái nhiệm vụ thì bao gồm duy trì standards, mình có từ standards là tiêu chuẩn ha. Duy trì những cái tiêu chuẩn dịch vụ và xử lý những cái concerns, mình có từ concern là sự lo lắng, nỗi lo, mối lo, nỗi lo, hoặc là những cái vấn đề ha. Vấn đề liên quan đến việc gì đó, những cái vấn đề liên quan đến passenger là hành khách. Phải có cái skill, cái kỹ năng tổ chức mạnh mẽ, phải không nào? Rồi tiếp, và held là cục ba của hold, có nghĩa là nắm giữ. Và đã từng nắm giữ cái vị trí tương tự trên một con tàu được ít nhất là 2 năm. Rồi hãy gọi cái số này để tìm hiểu thêm thông tin. Tiếp, bài số 2 là một cái lá thư gửi đến cho Richard Bates. Đây là địa chỉ của ông ấy ha. Ngày gửi là ngày 1 tháng 11. Mr. Bates thân mến, tôi đã rất là thích và rất là vui khi được meeting with. Mình có từ meet with là gặp gỡ, thảo luận, bàn bạc với ai đó em. Gặp gỡ, thảo luận, bàn bạc với bạn tại văn phòng của chúng tôi ở Sydney vào tuần vừa rồi và muốn offer, đề nghị cung cấp cho bạn một cái vị trí việc làm. Như tôi đã đề cập đó thì những cái lịch trình của nhân viên ở cấp độ quản lý đó thì are demanding. Mình có từ be demanding có nghĩa là được yêu cầu hay là đòi hỏi khắt khe ha. Bạn sẽ làm việc 6 ngày một tuần trong vòng 9 tháng, từ tháng 1 đến tháng 9. Và rồi bạn sẽ có được 3 tháng tiếp theo để mà off là nghỉ nè. Trước khi bắt đầu một cái assignment mới, mình có từ assignment là nhiệm vụ ha. Rồi, bạn sẽ phải train, đào tạo một cách thường xuyên những cái recruits. Mình có động từ recruits là tuyển dụng, còn danh từ là người được tuyển dụng vào em ha. Những cái người được tuyển dụng, mới được tuyển dụng. As, bởi vì hầu hết những cái nhân viên wait là nhân viên phục vụ đó em. Wait staff là nhân viên phục vụ ha. Nhân viên phục vụ, giống như waiter vậy đó. Nhân viên phục vụ. Và nhân viên nhà bếp của chúng tôi á, của chúng ta thì là student, là sinh viên, những người làm việc trong vòng 2 hoặc 3 tháng at a time cùng một lúc. Fortunately có nghĩa là may mắn ha, thật là may mắn. Còn unfortunately có nghĩa là không may mắn ha. Thật là may mắn, kinh nghiệm của bạn làm việc trên cái nhà hàng, trên con tàu Luzolo Cruise này nè, đã chuẩn bị cho bạn cái high turnover rate.
Mình có từ high turnover rate, có nghĩa là tỷ lệ biến động nhân sự cao đó em. Có nghĩa là nhân viên thường chỉ làm trong một khoảng thời gian ngắn rồi nghỉ á. High turnover rate, cái tỷ lệ biến động nhân sự cao. Để chuẩn bị cho bạn cái tình huống về tỷ lệ biến động nhân sự cao như thế này. Rồi, tôi cũng mention ra, tôi cũng muốn đề cập rằng á, là bạn sẽ return trở lại, bạn sẽ phải trở lại Sydney trong vòng 2 tuần đào tạo. Cái việc đào tạo này á, sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 12. Nếu if all goes well, như tất cả mọi việc nó thuận lợi, nó diễn ra tốt đẹp, thuận lợi, suôn sẻ đó, thì bạn sẽ có thể được assigned là chỉ định ha. Động từ assigned là chỉ định cho một cái nhiệm vụ nào đó. Nó là động từ của từ assignments ở phía trên em. Assignments ở phía trên là nhiệm vụ. Còn assign động từ là chỉ định cho một cái nhiệm vụ ha. Thì bạn sẽ có thể được chỉ định lên một trong những con tàu của chúng tôi trước cuối tháng 12. Cái khoảng thời gian này á thì sẽ cho bạn đủ thời gian để mà get your affairs in order. Mình có từ affair là công việc đem. Get your affairs in order có nghĩa là sắp xếp công việc của bạn cho nó trật tự, cho nó ổn thỏa ha. Rồi tiếp nha. Câu 176, câu B mình có từ coverage, có nghĩa là phạm vi bảo hiểm hay là phí bảo hiểm ha. Rồi câu C mình có từ tuition, có nghĩa là học phí. Tuition, học phí. Rồi câu D mình có từ lodging là chỗ ở hay là phòng ở đây. Rồi câu 177, câu A mình có từ willingness, có nghĩa là sự sẵn lòng ha. Sẵn lòng là một việc gì đó đó. Fulfill là hoàn tất hay là đáp ứng. Hoàn tất là đáp ứng một cái yêu cầu nào đó ha. Câu A có nghĩa là sự sẵn lòng hoàn tất những cái yêu cầu đặc biệt của hành khách. Câu C mình có từ acquisition. Acquisition có nghĩa là sự đạt được hay là sự có được ha. Câu 178, câu A mình có từ praise, rất là hay gặp, có nghĩa là khen ngợi nha em. Khen ngợi ha. Khen ngợi. Rồi câu C mình có từ alternate, có nghĩa là thay thế. Alternate, thay thế ha. Câu D, destinations, có nghĩa là điểm đến. Câu 179, câu A mình có từ unemployed, có nghĩa là không được thuê mướn hay là không có việc làm nha. Không có đi làm ha, không có việc làm. Ok. Câu 181 đến câu 185, bài này gồm có 2 bài đọc. Bài đọc thứ nhất là một cái information, một cái bảng thông tin. Bài đọc thứ hai là một cái form ha. Câu 181, cái mục đích của cái thông tin này là gì? Cái thông tin là bài số 1 phải hôm nào đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc lần đầu hoặc lần cuối ha. Câu A to list để liệt kê ra một số cái incentives. Câu B để state nêu lên một số cái concerns, cái sự lo lắng hay là cái vấn đề. Câu C để describe miêu tả một số cái policy là chính sách. Câu D để announce công bố thông báo một cái merger, một cái sự sáp nhập. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào đoạn đầu của cái thông báo trước nha em. Cùng đọc nào. At Pearson Electronics thì chúng tôi take great pride, tự hào về cái chất lượng của những cái hàng hóa của chúng tôi. Nếu bạn unhappy, không có hài lòng với một trong những sản phẩm của chúng tôi thì bạn có thể return it, trả lại nó để mà nhận lại được tiền hoàn lại nè, hoặc là exchange, trao đổi nó để lấy một cái mặt hàng, một cái sản phẩm khác. Những cái terms, những cái điều khoản và điều kiện sau đây á thì apply to, áp dụng cho những cái việc mua hàng được thực hiện thông qua cái website của chúng tôi hoặc là tại bất kỳ cái điểm nào trong 28 cái cửa hàng khắp quốc gia của chúng tôi. Rồi, vậy những cái dấu chấm sau đây là những cái điều kiện điều khoản của cái cửa hàng này phải không nào? Vậy thì em xem mục đích của nó là gì? Nêu lên những cái quy định, những cái điều khoản, điều kiện của nó phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Đáp án chắc chắn là câu C rồi. Là miêu tả, mô tả một số cái policy là chính sách ha. Chính sách ở đây có thể là quy định hay là điều kiện, điều khoản của một cái công ty, một cái cửa hàng. Được không nào? Ok. Câu 182, cái nào thì không được chỉ ra nói về Pearson Electronics trong cái bảng thông tin. Cái thông tin là bài số 1 nè, đây là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc từng đáp án và giờ từng đáp án nha. Câu A trước, nó có branches, chi nhánh xuyên suốt đất nước luôn, có không em? Có phải hôm nào lúc nãy mình có đọc đó, chỗ nào vậy em? Đây nè. Tại bất kỳ cái nào trong 28 cái cửa hàng của chúng tôi, nationwide khắp cả nước, vậy câu A có ha. Rồi giờ tới câu B nha. Nó đã implement, thực thi, thực hiện một cái chương trình recycling tái chế. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? A recycling program. Rồi cùng dò nha. Rồi đầu tiên là không có rồi, phải không nào? Lúc nãy mình dò kỹ rồi ha. Rồi tiếp cho những cái dấu chấm nha em. Dòng thứ nhất có hay không? Có recycling program hay không? Không có. Dòng thứ hai cũng không có. Dòng thứ ba cũng không có. Dòng thứ tư cũng không có. Dòng thứ năm cũng không. Không có phải không nào? Rồi vậy tạm thời mình để câu B ở đây nha. Câu B là không thấy nè. Rồi câu C thì sao? Nó bán những cái sản phẩm thông qua website, có không em? Có ha, lúc nãy mình có dò thấy đó, em nhớ không? Đây là website nè.
Đây, cái việc mua sắm được thực hiện qua website của chúng tôi có nghĩa là nó bán những cái sản phẩm online. Có luôn phải không nào? Vậy câu C có ha. Rồi tiếp câu GDM, nó prohibits, nó cấm, ngăn cấm cái việc trả lại những cái mặt hàng, những cái món đồ sale được giảm giá. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Sell items ha, rồi cùng dò nha. Lúc nãy mình nhờ dấu chấm có thấy phải không em? Đây nè, discounted products, những cái sản phẩm được giảm giá nó bằng nghĩa với từ sell items, cùng đọc nha em. Những cái sản phẩm được giảm giá thì không thể được return, là trả lại. Vậy câu đi đúng không em? Nó ngăn cấm cái việc trả lại những cái mặt hàng được giảm giá. Đúng luôn phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu B ha. Câu 183, what is most likely true? Cái điều gì rất có khả năng là đúng về Miss Yang? Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Đọc đáp án trước nha em coi. Bà ấy sẽ được ghé đến bởi một repair person, một cái người sửa chữa. Có nghĩa là một cái người sửa chữa sẽ ghé đến nhà bà ấy ha. Câu B, bà ấy đã gửi sản phẩm by mail qua đường bưu điện. Câu C, bà ấy sẽ nhận được cái store credit. Câu D, bà ấy đã mua một món quà cho một người bạn. Rồi bây giờ mình cùng dò xem Miss Yan ở bài số mấy vậy em? Bài số 2 phải không nào? Đây nè em, có Miss Yan nè ha. Em xem đây là cái gì đây? Đây là một cái form trả lại sản phẩm của cái cửa hàng Poison Electronics phải không nào? Cái người điền cái form này á là bà Yan ha. Địa chỉ nè, số điện thoại nè, email nè, tên sản phẩm nè, ngày mua nè, cái số mẫu của sản phẩm nè, cái nơi mua nè, được không nào? Rồi, chưa có đáp án, giờ tiếp nha. Cái lý do cho việc trả lại, despite, mặc dù tôi đã nỗ lực cố gắng hết sức của tôi, nhưng tôi vẫn không thể làm cho cái disk printer, cái máy in này, nó work with, nó làm việc với cái laptop của chúng tôi. After, sau khi kiểm tra một số cái diễn đàn online á, thì tôi nhận ra rằng nó có cái issues, cái vấn đề về compatibility, về cái sự tương thích với máy tính của tôi. Tôi thậm chí là mang cả hai cái thiết bị là máy tính và máy in đen đi đến cái trung tâm dịch vụ vào ngày 11 tháng 5. Nhưng technician, cái người kỹ thuật viên á, vẫn không thể giải quyết được cái vấn đề. Vì thế tôi quyết định là đặt nó trở lại vào trong cái hộp của nó và trả lại nó. Rather than, thay vì á, là mua một cái khác ngay lập tức, thì tôi muốn là chờ để mà có được cái mẫu này nè. Tôi đã đọc là nó sẽ được release, là tung ra vào tháng tới. Vui lòng cho tôi biết qua email khi nào chính xác thì bạn sẽ bắt đầu bán nó. Action, hành động được yêu cầu là refund, hoàn tiền lại. Vậy sau khi mình đọc xong nãy giờ thì mình không có thấy thông tin trong đáp án phải không em? Vậy đây rất có khả năng là câu liên hệ. Vậy mình dò lên bài ở trên đi em, xem có cái câu nào mà nó liên hệ với bài này hay không nha. Rồi em dò bài số 1 thử xem. Nãy giờ mình chưa dò kỹ cái thông tin ở những cái đoạn nào. Dấu chấm thứ 1, 2, 3 và dấu chấm cuối cùng phải không nào? Rồi cùng đọc nha. Dấu chấm thứ nhất nè. Sản phẩm có thể được trả lại trong vòng 21 ngày mua, miễn là cái việc đóng gói đó thì vẫn còn xưa và được dán kỹ, được dính kỹ, được đóng kỹ ha. Rồi số 2, returns, cái việc trả lại những cái mặt hàng online á, qua đường bưu điện thì mất từ 7 đến 14 ngày để mà xử lý, chưa có đáp án. Giờ tiếp, cái receipt, cái hóa đơn gốc á, hóa đơn ban đầu á, phải được đính kèm cùng với tất cả những cái món đồ trả lại. Rồi cái cuối cùng đi em, items, những cái mặt hàng mà được lấy ra khỏi cái packaging, cái bao bì, cái việc đóng gói của chúng á, thì chỉ có thể được trả lại in exchange for, đổi lấy cái store credit. Ok, vậy có thông tin nè em. Đây nè, những cái mặt hàng mà bị lấy ra khỏi hộp á, lấy khỏi cái bao bì đóng gói của nó đó, thì chỉ có thể trả lại trong cái sự là trao đổi với một cái store credit. Mà lúc nãy mình có đọc thông tin bài ở dưới nè em, cái chỗ này nè. Vì thế tôi quyết định cho nó lại vào trong hộp và trả lại nó. Vậy thì chứng tỏ là bà ấy đã lấy nó ra khỏi bao bì cái hộp rồi phải không nào? Vậy bây giờ bà ấy muốn refund, được hoàn tiền lại hay không? Không ha, bà ấy sẽ đổi lấy cái gì em? Cái store credit. Vậy đáp án là câu nào em nha? Câu C phải không nào? Bà ấy sẽ nhận được cái store credit ha. Câu 184, tại sao Miss Yan trả lại cái máy in? Lý do trả lại máy in lúc nãy mình đọc rồi phải không nào? Đó đáp án nha em câu A. Nó thì không có phù hợp với nơi làm việc là không có rồi nè. Câu B, nó thì không có tương thích, incompatible, không có tương thích với một cái thiết bị khác, đúng không em? Đúng phải không nào? Lúc nãy mình có giờ rồi đó. Đây nè, lý do trả lại nè. Đây, tôi không thể làm cho máy in này nó hoạt động, nó làm việc cùng với máy tính của tôi. Sau khi kiểm tra một số cái diễn đàn online, tôi nhận ra rằng nó có issues, cái vấn đề với cái compatibility, cái sự tương thích với máy tính của tôi. Phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu B rồi ha. Cái thiết bị khác ở đây chính là cái máy tính đó em. Không cần dò câu C và câu D nữa ha. Câu 185, what information, cái thông tin gì mà Miss Yan yêu cầu? Đọc đáp án trước nha em câu A. Tên của một cái người trợ lý bán hàng. Câu B, please, cái nơi mà catalog có thể được nhận. Câu C, cái ngày mà một cái sản phẩm được bán. Câu D, cái lý do cho một cái cửa hàng bị đóng cửa. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu C phải không? Lúc nãy mình có đọc rồi đó.
Ở đây phải hôm nào vui lòng cho tôi biết qua email là khi nào á chính xác thì bạn sẽ bán cái sản phẩm này. Bạn sẽ bán nó, có nghĩa là bán cái này nè, cái sản phẩm mới được tung ra nè, sắp sửa được tung ra nè. Ok, và đáp án chính xác sẽ là câu C ha. Cái ngày mà khi một cái sản phẩm nó được bày bán được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ rất là quan trọng được highlight trong bài này các anh nha. Cùng dịch nào, bài đọc số 1. At Porson Electronics, chúng tôi take pride in. Mình có cụm take pride in có nghĩa là tự hào về cái gì ha. Chúng tôi rất là tự hào về cái quality, là chất lượng. Về chất lượng của merchandise của chúng tôi, mình có từ merchandise là hàng hóa nha. Về hàng hóa, sản phẩm của chúng tôi, nếu bạn không có hài lòng với một trong những sản phẩm của chúng tôi thì bạn có thể return, trả lại nó, và nhận được refund là tiền hoàn lại. Hoặc là exchange, mình có từ exchange rất là hay gặp em, có nghĩa là trao đổi nha, trao đổi. Hoặc là trao đổi nó cho một cái mặt hàng, sản phẩm khác. Rồi, những cái terms, mình có từ terms là điều kiện hay là điều khoản ha. Điều kiện hay là điều khoản trong một cái chính sách hay là trong một cái hợp đồng á em. Rồi, những cái điều khoản và conditions là điều kiện sau, thì apply to là áp dụng cho ha. Apply to, áp dụng cho. Thì áp dụng cho cái việc mua, thực hiện thông qua cái website của chúng tôi và tại bất kỳ cái nơi nào trong 28 cửa hàng nationwide rộng khắp đất nước của chúng tôi. Products, những cái sản phẩm mà có thể được trả lại á trong vòng 21 ngày mua, as long as là miễn là ha. As long as miễn là, miễn là cái packaging, cái bao bì, cái sự đóng gói của nó đó remains là vẫn còn nha. Vẫn còn hay là vẫn ha. Vẫn còn được seal, mình có từ seal là dán kín hay là bịt kín em. Dán kín, bịt kín hay là đóng kín ha. Có nghĩa là chưa có tháo gỡ bao bì á. Rồi tiếp returns. Cái việc trả lại những cái hàng hóa online á qua đường bưu điện, mình có từ by mail là qua đường bưu điện đó em, thì mất từ 7 đến 14 ngày để mà process. Mình có từ process, vừa là danh từ vừa là động từ ha. Danh từ thì có nghĩa là quá trình, còn động từ có nghĩa là xử lý nha em, xử lý ha. Rồi tiếp theo nào, the original receipt, mình có từ receipt là hóa đơn. Original là gì, rất là hay gặp em, gốc hay là ban đầu ha, gốc ban đầu hay là đầu tiên đó. À, cái hóa đơn gốc, cái hóa đơn ban đầu á, thì phải được đính kèm cùng với tất cả những cái món hàng trả lại. Discounted products, những cái sản phẩm mà được giảm giá thì không thể được trả lại. Items, những cái mặt hàng mà nó được remove là lấy ra khỏi đem, remove from, lấy ra khỏi ha. Lấy ra khỏi cái packaging, cái bao bì, cái đóng gói của nó đó, thì chỉ có thể được trả lại in exchange for. Mình có cụm in exchange for có nghĩa là đổi lấy cái gì ha. Đổi lấy cái store credit. Mình có từ store credit cho em là một cái phiếu ha, mà cái cửa hàng á sẽ đưa cho em khi mà em trả lại một cái sản phẩm mà mình không mong muốn, thì nó sẽ cho phép em mua cái hàng hóa có giá trị tương ứng với cái hàng hóa trả lại đó. Còn nếu mà mình mua nhiều hơn á thì mình sẽ phải trả tiền thêm ha. Vậy thì store credit là một cái phiếu quy đổi giá trị tương đương với cái giá trị đã đổi thôi, được không nào? Rồi, cảm ơn bạn vì đã mua sắm tại Porson Electronics. Tiếp, product return form, một cái form, một cái đơn trả lại sản phẩm tại công ty, tại cửa hàng Porson Electronics về điện tử đó em. Rồi khách hàng là Beth Yang, địa chỉ nè, số điện thoại nè, email. Tên sản phẩm là máy in kỹ thuật số 350X. Ngày mua là 7 tháng 5 nè. Đây là cái số hiệu của cái mẫu sản phẩm ha. Đây là cái nơi mua nè, tại chi nhánh này nè. Ok, lý do cho việc trả lại. Mặc dù tôi đã nỗ lực, efforts là nỗ lực cố gắng em. Mặc dù đã nỗ lực cố gắng hết sức nhưng mà tôi vẫn không thể làm cho cái máy in này nè nó hoạt động cùng với laptop của tôi. Sau khi kiểm tra ở một số cái forums, mình có từ forums là diễn đàn ha. Ở một số cái diễn đàn thì tôi realize, tôi nhận ra rằng á, nó có cái issues, là những cái vấn đề với cái sự là compatibility. Mình có từ compatibility, danh từ có nghĩa là cái khả năng tương thích ha. Khả năng tương thích, từ này rất là hay gặp nha, em phải nhớ nha. Rồi nó có cái vấn đề với cái khả năng tương thích với máy tính của tôi. Tôi thậm chí là mang cả hai cái thiết bị đi đến cái trung tâm dịch vụ vào ngày 11 tháng 5. Nhưng technician gặp rất nhiều, có nghĩa là kỹ thuật viên ha. Nhưng cái người kỹ thuật viên đã không thể giải quyết cái vấn đề này. Vì thế tôi quyết định cho nó trở lại vào trong hộp và trả lại nó. Rather than là thay vì nha em. Thay vì là mua ngay lập tức một cái mẫu khác, thì tôi muốn chờ và có được cái mẫu này nè. Tôi đã đọc rằng nó sẽ được release, là tung ra hay là ra mắt ha. Nó sẽ được tung ra, ra mắt vào tháng tới. Vui lòng cho tôi biết qua email chính xác là khi nào bạn sẽ bắt đầu bán nó. Cái action, cái hành động được yêu cầu đấy em, là bà ấy yêu cầu là refund, hoàn tiền lại ha. Còn exchange là trao đổi nè.
Rồi, câu 181, câu A mình có từ incentives. Incentives là danh từ em, có nghĩa là những cái mà khuyến khích người ta làm gì đó. Trong lĩnh vực mua bán thì mình dịch là ưu đãi ha. Những cái ưu đãi. Thì những cái ưu đãi thì em sẽ khuyến khích khách hàng mua sản phẩm của một cái cửa hàng hay là một công ty, được không nào? Rồi câu D mình có từ merger là sự sáp nhập ha. Merger, sự sáp nhập. Sự sáp nhập của hai công ty lại chẳng hạn ha, sự sáp nhập. Rồi tiếp câu 182, câu B mình có từ implement, rất là hay gặp, có nghĩa là thực thi hay là thực hiện ha. Câu 183, câu B mình có từ by mail, có nghĩa là qua đường bưu điện, lúc nãy mình gặp rồi phải không nào? Ok. Câu 186 đến câu 190, bài này gồm có 3 bài đọc. Bài đọc thứ nhất là một cái notice thông báo, bài đọc thứ hai là trang web, bài đọc thứ ba là receipt là hóa đơn ha. Câu 186, why, tại sao Dr. Limer sẽ nhận được một award là giải thưởng? Ok, vậy thì từ khóa là từ nào vậy em? Dr. Limer received award, phải không nào? Rồi đáp án trước nha, câu A. Ông ta đã đào tạo cho những bác sĩ trẻ overseas ở nước ngoài. Câu B, ông ta đã raise, nâng cái awareness, cái nhận thức về một cái issue, cái vấn đề liên quan đến y tế, y khoa. Câu C, ông ấy đã được praise, được khen ngợi bởi những patients là bệnh nhân của ông ấy. Câu D, ông ấy đã giúp đỡ để mà operate, hoạt động cái bệnh viện. Bây giờ mình sẽ cùng dò xem Dr. Limer receive award ở vị trí nào nha em. Câu đầu tiên mình dò bài số 1 trước ha. À, câu đầu tiên đã có từ Dr. Limer nè, phải không em? Gần đó có award hay không? Có luôn nè, cùng đọc câu này nha. The Lancet American Journal of Medicine. Cái tên riêng nào mà có từ đầu bắt đầu đó, có khả năng là một cái tờ báo đây. Cái tờ báo này nè thì rất là pleased, là vui khi mà announce, thông báo, công bố rằng á, Dr. Limer là người winner, là người giành chiến thắng của cái giải thưởng dịch vụ sức khỏe trong năm nay. Cho nên đến lý do form nào giờ tiếp nha. For decades, trong hàng thập niên, trong hàng chục năm á, thì Dr. Limer đã làm việc như là một surgeon, bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện Domingo tại Bolivar, cái quê hương của ông ấy. Chưa đoán gì tiếp luôn ha. Chúng tôi honor, chúng tôi vinh danh ông ấy, ca ngợi ông ấy bởi vì ông ấy đã launch, đã đưa ra, đã phát động một cái campaign chiến dịch về sức khỏe trên đất nước để mà alert, cảnh giác, cảnh báo, cảnh giác population, dân chúng đó về cái loại virus gây cảm cúm vào năm ngoái, phải không nào? Vậy thì tại sao người ta vinh danh, tại sao người ta tặng ông ấy giải thưởng vậy em? Bởi vì ông ấy phát động một cái chiến dịch để mà cảnh báo mọi người về cái con virus này, phải không nào? Ok, vậy thì đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án là câu B, phải không nào? Ông ta giúp cho nâng cái việc nhận thức về một cái vấn đề về y tế, y khoa ha. Đáp án là câu B, ok. Câu 187 trong cái thông báo đó là bài số 1, phải không nào? Thì cái từ headed trong đoạn 1 dòng 6 gần nghĩa với từ nào nhất? Là đáp án trước nha, câu A, pointed là chỉ, trong từ chỉ ra hay là chỉ trỏ đó. Rồi câu B mình có từ preceded, không biết để đó nha. Rồi câu C mình có từ led là quá khứ của lead, có nghĩa là lãnh đạo hay là dẫn dắt, phải không nào? Rồi câu D mình có từ face là đối mặt ha. Rồi bây giờ mình cùng dò đi em xem headed ở vị trí nào và trong cái ngữ cảnh nào thì mình mới chọn được cái từ phù hợp ha. Đoạn 1 dòng 6 ở đây, phải không nào, có từ headed nè. Rồi cùng đọc câu này để biết cái ngữ cảnh là gì nha. Due to, bởi vì cái insistence. Mình có từ insist là khăng khăng, nài nỉ. Insistence, cái sự nài nỉ, cái sự xin một cách nhẫn nại của ông ấy, là của ông Dr. Limer đó em. Thì cái organization, cái tổ chức sức khỏe của Bolivia, headed bởi Mr. này nè, có nghĩa là được đứng đầu bởi cái người này, phải không nào? Vậy từ headed có nghĩa là từ nào vậy em? À, chính là từ câu C ha. Được lãnh đạo, được đứng đầu bởi cái người nào đó, được không nào? Ok. Câu 188, what is indicated, cái điều gì thì được nói về những cái event tickets, những cái vé của sự kiện. Vậy từ khóa chính là từ nào vậy em? À, event tickets ha, là đáp án trước nào, câu A. Chúng thì non-refundable, không thể hoàn tiền lại. Câu B, chúng thì đi cùng với một cái thức uống. Câu C, chúng phải được mua trực tiếp. Câu D, chúng thì chỉ dành cho standing section mà thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem event tickets ở vị trí nào nha em. Và tiếp bài số 1 xem có hay không nha. Ở đây phải không nào, có từ tickets rồi có từ event, xong nào cùng đọc đi em. Để mua cái vé này á, để mua những cái vé cho cái sự kiện này nè, thì ghé đến website này. Vậy là mua vé qua website được, phải không nào? Vậy là câu nào sai vậy em? Câu C sai, phải không nào? Rồi giờ tiếp nha, xem chỗ nào có ticket nữa. Bài số 2 phải không em? Bài số 2 có từ ticket nè. Đây là cái website về cái việc mua vé nè. Rồi bây giờ em dò xuống xem chỗ nào có tickets nữa. Ở đây phải không nào, cùng đọc nha. Là từ đầu luôn đi. Thank you, cảm ơn cái sự quan tâm của bạn trong cái việc tham dự cái nghi lễ trao giải. Please, vui lòng read through, đọc kỹ những cái thông tin sau đây trước khi mua vé của bạn,
On sales, tất cả những cái việc bán á, là final. Mình cái từ final là cuối cùng, là không thay đổi được đấy em. Tất cả những cái việc bán, những cái sự mua bán á, là không thay đổi được. Có nghĩa là những cái tấm vé này sau khi mua rồi thì có được trả lại không em? À, không. Là quyết định là mua là không được trả lại ha. Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? À, câu A phải không? Là chúng là những tấm vé đó thì không được hoàn tiền lại ha. Ok. Câu 189, Dr. Limmer rất có khả năng là làm việc cùng với ai? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? A work with form nào? Sẽ đáp án trước nha, đáp án là những cái tên phải không nào? Và bây giờ mình sẽ dò những cái tên cùng với từ khóa là work with, làm việc cùng với nhau ha. Rồi, bây giờ cùng dò đi em. Dò tiếp bài số 2 nha. Em dò xem có tên không? Dòng thứ nhất, dấu sao thứ nhất là không có nè. Dấu sao thứ hai cũng không có luôn, đây là tên của bài đầu xe mà, phải không nào? Rồi, dấu sao thứ ba đây nè em, có từ Dr. Maria Quintero nè, em dò xem có trong đáp án hay không. Quintero, câu C phải không nào? Rồi, bây giờ mình cùng đọc câu này nha. A ticket, một cái vé thì cũng bao gồm cái bữa ăn tối bằng buffet nè, những cái thức uống không giới hạn và cái sự tham dự, việc tham dự vào những cái, vào một cái buổi networking kết nối cùng với một cái tác giả nổi tiếng là Dr. Quintero, cái người sẽ trao giải cho Dr. Limmer, phải không nào? Cũng không có nói gì đến cái việc là làm việc cùng với lại Dr. Limmer, phải không em? Vậy đây rất có khả năng là câu liên hệ. Mình dò lên bài ở trên xem có những cái tên nào nữa hay không nha em. Rồi bây giờ em coi nè, câu A có từ là gì đây? Rodrigo, phải không nào? Câu C là, câu B là Santiago Castillo. Câu D là Stephanie Vera. Rồi bây giờ mình cùng dò bài số 1 xem có những cái tên này hay không nha. Đầu tiên là tên này phải không em? Rodrigo, cùng đọc cái câu này đi, em nói là gì đây? Bởi vì cái sự nài nỉ, cái sự xin rất là kiên nhẫn của ông ấy thì cái tổ chức này nè mà được đứng đầu là ông này đã chạy cái quảng cáo mang tính giáo dục về cái việc ngăn ngừa và chữa trị flu, không nói đến việc là làm cùng, phải không em? Rồi tiếp giờ xem có cái tên nào nữa hay không. Đây, Santiago Castillo nè, rồi cùng đọc nha, em nói là gì đây? Cái người chiến thắng năm ngoái đó là Dr. Castillo sẽ tham dự, cũng không nói đến làm việc cùng luôn, phải không nào? Rồi, phải bây giờ, nhưng mà có cái từ khóa là từ này nè em. Em thấy cái từ colleague không? Đây nè, colleague có nghĩa là đồng nghiệp, phải không nào? Cùng đọc câu này nha. Một trong những cái người đồng nghiệp của Dr. Limmer sẽ trao giải cho ông ấy, phải không nào? À, lúc nãy mình có thấy là cái người nào trao giải vậy em? Đây nè, Dr. Mario Quintero là người trao giải. Vậy chắc chắn Dr. Quintero là đồng nghiệp của ông Limmer rồi, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu C ha. Câu này hơi khó, câu này là câu liên hệ nè. Ok. Câu 190, what is suggested, cái điều gì thì được nói về Miss Vera. Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Đó là bạn trước nha em, câu A. Bà ấy đã mua một cái vé tại một website. Câu B, bà ấy lái một cái chiếc xe thuê. Câu C, bà ấy sẽ được bồi hoàn tiền lại cho cái phí vào cổng. Câu D, bà ấy bị trễ cái nghi lễ trao giải. Rồi mình cùng dò xem Miss Vera ở vị trí nào nha em. Câu cuối rồi mình dò bài số 3 ha. Đây, có từ Miss Vera nè. Ok, rồi cùng xem bài số 3 nói về cái gì vậy em? Đây là một cái hóa đơn đậu xe tại cái gara này, phải không nào? Ngày xuất hóa đơn là 27 tháng 5. Rồi người lái xe nè, cái giá thì không được áp dụng vì là khách của cái sự kiện tại cái sảnh này, được không nào? Rồi chưa có đáp án ha, vào tiếp. Giờ vào nè, cái mẫu xe nè, rồi cái màu nè, rồi cái biển số xe nè, chưa có đáp án, vào tiếp luôn em. Vui lòng đặt cái receipt, cái hóa đơn này ở trên cái dashboard của cái xe của bạn á, trong lúc nó được đổ xe trong cái gara. A security guard, một cái nhân viên an ninh bảo vệ sẽ hỏi bạn về nó trên cái đường bạn ra ngoài. Chưa có đáp án luôn phải không em? Vậy đây đó có khả năng là câu gì? Câu liên hệ ha. Vậy mình dò lên bài ở trên xem có thông tin gì liên hệ với bài số 3 hay không không em. Bài số 2 thử đi. Ở đây có ngày 27 tháng 5 nè, phải không nào? Ngày 27 tháng 5 là ngày gì vậy? Diễn ra cái sự kiện, cái nghi lễ trao giải phải không em? Vậy thì bà ấy là khách của cái nghi lễ này nè. Vậy bà ấy tham dự cái nghi lễ này. Mà để tham dự nghi lễ này thì phải mua vé. Mà lúc nãy bài số 1 mình có dò đấy em. Mua vé thì đến đâu mua? Đây nè, to purchase, để mua vé cho cái sự kiện thì hãy ghé đến website này, phải không em? Vậy chắc chắn bà ấy đã lên website mua vé mới được tham dự chứ. Ok, vậy đáp án là câu gì ha? Câu ai, được không nào? Ok, câu này là câu liên hệ nha em. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ rất là quan trọng được highlight trong bài này các em nha. Cùng dịch nào. Bài đọc số 1 là một cái thông báo được viết vào ngày 6 tháng 5. Cái tờ báo này nè, rất là vui khi mà announce, công bố thông báo rằng á, Dr. Limmer là người giành chiến thắng cho cái award. Mình có từ award là giải thưởng hay là phần thưởng ha? Award, giải thưởng, phần thưởng. Cho cái giải thưởng về dịch vụ sức khỏe trong năm nay. For decades, decades là thập niên nè. Một thập niên là 10 năm ha. Trong hàng chục năm, trong hàng thập niên thì Dr. Limmer đã làm việc như là một surgeon. Mình có từ surgeon là bác sĩ phẫu thuật ha. Một bác sĩ tại Domingo Hospital, tại cái bệnh viện này nè, ở Bolivia, cái quê hương của ông ấy. Chúng tôi honor, mình có động từ honor là vinh danh hay là ca ngợi ha.
vinh danh hay là ca ngợi ông ấy bởi vì ông ấy đã launch. Mình có từ launch là đưa ra, tung ra, ra mắt. Nhưng mà chỗ này nó đi cùng với từ campaign là chiến dịch, thì mình sẽ dịch là phát động một cái chiến dịch ha. Đã phát động, đã đưa ra một cái chiến dịch để mà alert. Mình có từ alert là cảnh giác hay là cảnh báo ha. Để mà cảnh giác, cảnh báo công dân, cư dân á, dân chúng á, về cái strain. Mình có từ strain là chủng loại đấy em. Một cái chủng loại mới của virus là virus, flu là cảm cúm trong năm ngoái. While, trong khi treating là chữa trị đấy em. Treating là chữa trị ha. Điều trị hay là chữa trị. Trong khi chữa trị, điều trị cho nhiều infants. Mình có từ infants, những thứ nhất có nghĩa là trẻ nhỏ ha, trẻ nhỏ. Cho nhiều trẻ nhỏ và những người già, hai cái nhóm mà bị affected, mình có từ affect là tác động hay là ảnh hưởng, cũng rất là hay gặp ha. Hai cái nhóm bị tác động, ảnh hưởng nhiều nhất bởi cái outbreak. Mình có từ outbreak là cái sự bùng nổ hay là cái dịch đêm. Dịch thì nó thường bùng nổ lên ha, cái sự bùng nổ. Hay là dịch bệnh á, dịch ha. Rồi, bởi vì cái sự bùng nổ dịch bệnh này, Dr. Limmer advocates for. Mình có cụm advocate for có nghĩa là chủ trương yêu cầu cái gì ha. Chủ trương yêu cầu cái sự giúp đỡ từ chính phủ. Bởi vì cái insistent của ông ấy, mình có từ insist em có nghĩa là khăng khăng, nài nỉ, động từ ha. Còn danh từ insistent có nghĩa là sự nài nỉ ha, sự nài nỉ. Bởi vì cái sự nài nỉ, cái sự khẩn xin rất là kiên trì, kiên nhẫn của ông ấy. Cho nên cái tổ chức sức khỏe Bolivian á, được đứng đầu bởi Mr. này nè, đã chạy một cái những cái quảng cáo, những cái chương trình quảng cáo về giáo dục, về cái việc preventing. Prevent là ngăn chặn ha. Ngăn chặn, đã chạy những cái chương trình quảng cáo mang tính giáo dục về việc ngăn chặn và treating là gì em? Điều trị hay là chữa trị cái bệnh cảm cúm ha. Rồi, hãy tham gia cùng với chúng tôi để mà honor, gặp rồi là vinh danh ca ngợi Dr. Limmer vào ngày 27 tháng 5 vào lúc 8 giờ ở cái phòng banquet là phòng tiệc này nè. Một trong những cái colleague, mình có từ colleague là đồng nghiệp đấy em, cũng rất là hay gặp phải không nào. Một trong những đồng nghiệp của Dr. Limmer á, sẽ present, mình có động từ present là trình bày, xuất trình hoặc là trao cho ai cái gì nữa nha em nha. Present, trình bày hay là xuất trình ha, nhưng mà còn có nghĩa là trao cho ai cái gì nữa. Chỗ này có nghĩa là trao cho ông ấy cái giải thưởng đấy em. Rồi tiếp, người giành chiến thắng năm ngoái là Dr. Castillo cũng sẽ be in attendance, có nghĩa là tham dự ha. Be in attendance là tham dự, tham gia. Rồi ok, để mà purchase, để mà mua những cái vé cho sự kiện này nè, thì vui lòng hãy ghé đến website này, được không nào? Bài tiếp theo ha, bài tiếp theo là một cái website nè em. Mình có từ ceremony, có nghĩa là nghi lễ nha. Nghi lễ trao giải này nè, ok, được diễn ra vào 8 giờ ngày 27 tháng 5 tại cái phòng tiệc này ha. Ok, cảm ơn bạn vì đã quan tâm. Cảm ơn vì cái sự thật quan tâm của bạn cho cái việc tham dự cái nghi lễ trao giải. Vui lòng read through. Mình có từ read through có nghĩa là đọc kỹ. Đọc kỹ ha. Hãy vui lòng đọc kỹ những cái thông tin ở bên dưới theo sau trước khi mà mua những tấm vé của bạn. All sales are final. Nếu một cái cửa hàng hoặc một cái người bán hàng mà họ nói với em câu này là all sales are final, có nghĩa là mình sẽ không được đổi trả hàng hóa. Mua rồi là mua luôn. Em hiểu không? Không có được đổi trả ha. On event attendees, mình có từ attendees có nghĩa là người tham dự nha em. Attendee, người tham dự hay là người tham gia ha. Tất cả những người tham dự thì phải có cái vé bằng giấy hoặc là vé điện tử. Cái này sẽ cần được scan tại cái cổng bởi một trong những nhân viên sự kiện của chúng tôi. A ticket, một cái vé thì bao gồm cái việc đậu xe miễn phí ở hoặc là cái địa điểm đậu xe tên là như thế này nè, ở góc đường này và góc đường này, hoặc là cái gara tên như thế này nè em. Ở trên đường La Paz, the form nào. Rồi tiếp, a ticket, một tấm vé thì cũng bao gồm cái bữa tiệc, bữa tối ăn buffet phải không nào. Những cái thức uống thì không có giới hạn nè. Và cái việc tham dự vào một cái buổi kết nối cùng với renowned author. Mình có từ renowned là nổi tiếng nè. Author là tác giả ha. Bởi một tác giả nổi tiếng là Dr. Quintero, cái người sẽ trao giải thưởng cho Dr. Limmer. Chúng tôi mong đợi được gặp bạn tại cái ceremony, cái nghi lễ, được không nào. Rồi tiếp, bài đọc số 3 là một cái hóa đơn tại cái bãi đậu xe, cái gara đậu xe Belmont, phải không nào? Rồi tiếp, cái ngày xuất hóa đơn đó là 27 tháng 5. Người lái xe là Miss Vera. Cái giá not applicable, mình có từ applicable là không thể áp dụng. Not applicable là không có thể áp dụng, không áp dụng hay là không có hiệu lực ha. Không thể áp dụng, không có hiệu lực. Khách của sự kiện tại cái phòng tiệc này, được không nào? Rồi tiếp, cái thời gian vào là 7:45. Cái mẫu xe nè, cái màu xe nè. Mình có từ license plate là biển số xe đấy em.
License plate, biển số xe ha, cái số biển số xe được không nào? Rồi vui lòng hãy đặt cái receipt, cái hóa đơn này trên cái dashboard. Mình có từ dashboard có nghĩa là cái bảng đồng hồ đấy em. Cái bảng đồng hồ này á, dùng để đo cái mức xăng, mức dầu hoặc là đo về tốc độ ha. Bảng đồng hồ trên chiếc xe hơi đó. Rồi trong lúc nó được đậu xe tại trong cái gara này phải không nào? Một cái nhân viên an ninh, security guard, là nhân viên an ninh hay là nhân viên bảo vệ á, sẽ hỏi bạn về nó khi mà bạn đi ra ngoài phải không, không nào? Tiếp câu 186. Câu B mình có từ raise là nâng lên hay là tăng. Awareness là nhận thức. Vậy raise awareness là nâng nhận thức ha. Nâng cao nhận thức về một cái vấn đề y tế y khoa. Câu C mình có từ praise, rất là hay gặp là gì em? Khen ngợi ha. Khen ngợi. Patients, danh từ có nghĩa là bệnh nhân, được không nào? Câu C là ông ta được khen ngợi bởi những bệnh nhân của ông ta đó. Câu 187, câu B mình có từ precede. Precede, động từ có nghĩa là đi trước, đứng trước hay là xảy ra trước cái gì đó đó em. Precede, từ này cũng rất là hay gặp ha. Câu 188, câu A mình có từ non-refundable. Refund là hoàn tiền lại nè. Non-refundable là không thể hoàn tiền lại ha. Câu 190, câu B mình có từ vehicle, rất là hay gặp là xe cộ. Nói chung ha, câu C mình có từ reimburse là bồi hoàn tiền ha. Bồi hoàn tiền lại. Ok.